Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 thì U19 Đông Nam Á 2024 đang đi đến những hồi kết và những cặp đấu tiếp theo sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay. Và những kịch bản như thế nào, những kịch bản điên rồ như thế nào đủ giúp cho đội tuyển U19 Việt Nam đi tiếp thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn trong cái phần thông tin ngày hôm nay nhé. Và đặc biệt một thông tin liên quan đến ông Truce thì ông ta đang đón những thông tin buồn về công việc của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đội tuyển U19 Việt Nam như phân tích chúng tôi có đưa thì còn rất ít cơ hội thôi để chúng ta giành vé vào vòng đấu bán kết của giải U19 Đông Nam Á 2024. Thế nhưng vẫn có những kịch bản đủ để giúp cho thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh vượt qua được là khe cửa hẹp để có mặt trong vòng đấu bán kết ở giải đấu năm nay. Hiện nay theo quy định của ban tổ chức giải U19 Đông Nam Á 2024, 12 đội bóng được chia thành 3 bảng và chỉ có 3 đội nhất bảng chắc chắn vào bán kết thôi. Và đội còn lại đi tiếp đó là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất ở các bảng. Như vậy là vị trí nhì bảng thì cũng chưa chắc để cho bất cứ một đội bóng nào để có được tấm vé tiến đến vào vòng đấu bán kết cả. Do đó thì đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay chắc chắn rồi, chúng ta không còn quyền tự quyết. Do bảng B thì đội tuyển U19 Australia đã chắc chắn có được ngôi vị đầu bảng với 6 điểm. Và tại bảng đấu này, U19 Việt Nam đang xếp thứ 3 với chỉ có 1 điểm sau 2 trận thôi. Myanmar đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 với 2 điểm và Lào đang xếp ở vị trí cuối cùng với 1 điểm. Điều kiện bắt buộc với đội tuyển U19 Việt Nam lúc này là phải thắng được đội tuyển U19 Lào ở trong bảng lượt đấu cuối cùng với một tỷ số càng đậm càng tốt. Thêm vào đó thì đội tuyển U19 Việt Nam sẽ phải hy vọng rằng đội tuyển U19 Myanmar không thắng U19 Australia ở trong trận đấu cùng giờ. Tất nhiên đây là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, bởi với sức mạnh của mình thì Australia cũng không có gì khó để mà thắng Myanmar cả. Và nếu như thi đấu với đúng khả năng của mình thì đội tuyển U19 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua được đội tuyển U19 Lào. Thế nhưng sau khi mà có được ngôi vị nhì bảng B thì đội tuyển U19 Việt Nam lại cần hy vọng vào các đội nhì bảng A và C phải có ít hơn 4 điểm hoặc cùng có 4 điểm, thế nhưng hiệu số thì lại phải là thấp hơn. Tất nhiên đây là kịch bản không dễ để xảy ra khi mà hiện nay những Thái Lan hay là Timor-Leste, các đội bóng đang xếp nhì bảng A và C thì cũng đang cùng có được 3 điểm. Trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Lào thì sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 7 tới đây và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem điều gì có thể xảy ra. Thế nhưng viễn cảnh hiện nay với đội tuyển U19 Việt Nam đang căng thẳng. Bởi như phân tích chúng tôi có đưa thì chúng ta hãy cùng nhìn xem là đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta sẽ bị loại theo kịch bản như thế nào trong những trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay nhé. Bởi kính thưa quý vị và các bạn, là trong bảng C thì sẽ bước vào hai loạt trận trong buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7. Hiện nay thì đội tuyển U19 Malaysia đang bằng điểm với U19 Thái Lan, nhưng họ đang xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại đó là tốt hơn. Có một trường hợp như thế này: nếu hai đội bóng này cùng thắng trong buổi chiều ngày hôm nay thì đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bị loại. Khi đó bảng C sẽ có hai đội cùng có được 6 điểm. Trong khi đó thì đội tuyển U19 Việt Nam nhiều nhất thì cũng chỉ giành được có 4 điểm ở vòng bảng thôi. Và kể cả trong trường hợp giành được vị trí nhì thứ hai tại bảng B thì đội tuyển U19 Việt Nam đương nhiên không thể nào là đội bóng có thành tích tốt nhất được cả. Và điều này thì hoàn toàn có thể dễ xảy ra rồi. Bởi trong buổi chiều ngày hôm nay thì đội tuyển U19 Malaysia, đội bóng đương kim vô địch ở giải U19 Đông Nam Á, sẽ đối đầu với đối thủ đó là U19 Singapore. Một đối thủ mà chắc chắn không thể đánh giá cao được, hay nói thẳng ra là rất yếu. Còn với U19 Thái Lan thì theo quý vị và các bạn, liệu rằng có một cơn địa chấn nào trước U19 Brunei hay không? Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn là đội tuyển U19 Thái Lan sẽ có được một chiến thắng để họ có được 6 điểm. Bởi Brunei vừa qua thì cũng đã thua U19 Malaysia thực sự là tan nát với tỷ số 0-11 ở trong trận đấu ra quân. Thế nên chỉ cần là ngay trong cái buổi chiều ngày hôm nay thôi thì đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lập tức bị loại, bởi chúng ta sẽ không thể cạnh tranh được. Thế nhưng trường hợp đi tiếp dành cho đội tuyển U19 Việt Nam là như thế nào? Bởi vừa qua thì chúng ta biết với một thất bại nặng nề 2-6 trước U19 Australia thì cơ hội dành cho đội tuyển U19 Việt Nam đang rất thấp. Bởi chúng ta thì mới có được 1 điểm, ghi được 3 bàn, thế nhưng thủng lưới tới tận 7 bàn. Ở lượt trận cuối cùng của bảng B thì thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh như được biết thì chúng ta sẽ phải hy vọng vào Australia thắng Myanmar, còn chúng ta sẽ thắng Lào.
Tuy nhiên thành tích đó như đã nói không đủ để chúng ta có thể có được vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất, bởi những bảng A và bảng C hiện nay thì cũng đang rất nhiều những khó khăn dành cho U19 Việt Nam. Đầu tiên, ít nhất một trong hai đội như là U19 Malaysia hoặc là U19 Thái Lan không thể thắng được trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thế nhưng kể cả là trong trận đấu đó họ không thắng thì cái hệ số của họ cũng chắc chắn không bao giờ là tồi đâu. Bởi đối đầu với Brunei hay đối đầu với Singapore thì một trận hòa cũng đã là một địa chấn rồi, thực sự là một địa chấn rồi. Thế nên hiện nay nếu như điều đó có thể xảy ra thì đó cũng là một trong những điều kiện cần để cho U19 Việt Nam tiếp tục nuôi thêm những hy vọng để chúng ta tính đến cái lượt đấu cuối cùng, lượt đấu thứ 3 của bảng đấu này. Đội tuyển U19 Việt Nam thì cũng tiếp tục phải chờ đợi những tin vui tại bảng A, nơi mà Timor Leste và Philippines hiện nay đang cùng có 3 điểm. Và nhiều khả năng đây là hai đội bóng sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng với U19 Indonesia. Nếu như đội tuyển U19 Timor Leste thắng U19 Indonesia hoặc Philippines thắng Campuchia ở đấu cuối diễn ra vào ngày 23 tháng 7 thì tất nhiên đội tuyển U19 Việt Nam cũng bị loại. Kịch bản U19 Timor Leste thắng Indo thì đương nhiên không cao. Thế nhưng hiện nay chúng ta cũng lại tiếp tục phải chờ đợi rằng là U19 Campuchia cầm hòa hoặc là thắng đội tuyển U19 Philippines để nuôi hy vọng đi tiếp. Bởi chỉ số phụ của U19 Philippines hiện tại là -4 thì tất nhiên cũng không phải là con số tốt rồi. Mà nếu như họ mà thua với đội tuyển Campuchia thì tất nhiên họ sẽ còn bị âm nhiều hơn. Và như vậy là đội tuyển U19 Việt Nam cũng sẽ có được cái vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất và vẫn phải chờ đến lượt đấu cuối cùng tại bảng C, nơi mà có những Thái Lan và Malaysia. Tất nhiên là có quá nhiều những cái giả thuyết, tất nhiên là có quá nhiều những cánh cửa hẹp mà chúng tôi có thể gửi đến và phân tích tới quý vị và các bạn. Nhưng nói thật với quý vị và bạn rằng quá mong manh chứ không muốn nói rằng là không thể, thực sự không thể. Bảng A thì ok, tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn đang còn có những cơ hội lớn. Bởi như vậy thì chỉ có duy nhất là Indonesia có được 9 điểm thôi, trong khi đó 3 đội còn lại đều có được 3 điểm. Và tất nhiên chúng ta sẽ là đội bóng nhì bảng có thành tích tốt hơn nếu như chúng ta thắng được U19 Lào. Nhưng mà với bảng C, với những Thái Lan, với những Malaysia thì quá khó để cho họ có thể sẩy chân. Cho nên cơ hội dành cho U19 Việt Nam có lẽ rằng trong ngày hôm nay sẽ là chấm hết thôi. Vâng, đó là thông tin liên quan đến U19 Việt Nam. Còn một thông tin mà cũng khá đặc biệt liên quan đến ông Truce cũng như là thầy Park. Vừa qua thì đội tuyển Ấn Độ đã không chọn ông Truce để dẫn dắt sau khi mà Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã công bố tân huấn luyện viên, đó là ông Manolo Marquez. Rất đông các huấn luyện viên hiện nay vừa qua thì đang là muốn làm huấn luyện trưởng của đội tuyển Ấn Độ, khi mà theo thông báo của nước này thì có đến hơn 200 hồ sơ. Trong đó có cả ông Truce và thậm chí có cả ông Park Hang-seo nữa. Thế nhưng vừa qua thì chính người đại diện của ông Park Hang-seo thì cũng có chia sẻ rằng là chưa có thông tin chính thức nào cả, đó cũng chỉ là những tin đồn thôi. Còn hiện nay thì câu chuyện liên quan đến với ông Truce, một người mà từng gắn bó 1 năm với đội tuyển Việt Nam với một mức lương rất cao, thế nhưng cuối cùng thì ông Truce đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của các cổ động viên Việt Nam, cho nên cuối cùng thì đã phải nói lời chia tay, dù hợp đồng vẫn còn tận là hơn 2 năm. Thông tin ông Truce ứng tuyển huấn luyện viên tuyển Ấn Độ sau hơn 3 tháng chia tay đội tuyển Việt Nam thì cũng đã được công bố rất nhiều trên các trang mạng truyền thông cũng như là truyền thông của Ấn Độ trong khoảng tháng 7 vừa qua. Và kết quả là đương nhiên rồi, ông ấy không được lựa chọn, thầy Park thì cũng không có mặt tại đây. Tất nhiên thì chúng ta biết đối với thầy Park thì thông tin chưa thực sự rõ ràng, nhưng với ông Truce thì rõ ràng thật rồi. Với mức lương cao như vậy và với một cái kết quả như vậy thì tôi cũng không nghĩ rằng có một liên đoàn nào họ lại mong muốn có được chữ ký của một con người thất bại như vậy cả, đúng không ạ? Một người nhận mức lương rất cao, đó là một rào cản lớn dành cho liên đoàn bóng đá của Ấn Độ rồi. Và thứ hai nữa thì lại không thành công như vậy thì tất nhiên khó lòng có thể ký hợp đồng. Còn tất với việc là thầy Park không có tên ở trong cái danh sách này của huấn luyện trưởng của đội tuyển Ấn Độ ấy, thì điều này cũng bình thường thôi. Bởi thầy Park hiện nay cũng đang có hai công việc rất là bận rộn tại Việt Nam. Một là cố vấn cấp cao cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Thứ hai nữa thì thầy cũng đang có một học viện trẻ mà thầy đang làm việc tại đây, tại Việt Nam đó. Còn vừa qua thì Malaysia cũng đang có những lời đề nghị rất hấp dẫn dành cho thầy Park. Nhưng liệu rằng thầy Park có nhận lời hay không thì mọi thứ vẫn còn là phía trước thôi. Thế nên hiện nay thì những thông tin đó tôi nghĩ rằng đã xong xuôi rồi. Ấn Độ thì cũng đã có huấn luyện trưởng mới. Còn chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Chiều ngày hôm nay thì những trận đấu sẽ định đoạt cái định mệnh của U19 Việt Nam, thì chúng ta liệu rằng có được cơ hội đi tiếp hay không nhé.
Còn tới đây thì bản tin của bóng đá HTV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.